Tranh cãi việc Ngô Cẩn Ngôn đóng mỹ nhân ở phim Mặc Vũ Vân Gian. Ngô Cẩn Ngôn là nữ chính trong phim Mặc Vũ Vân Gian của Vu Chính, tác phẩm đang gây sốt, trở thành đề tài khán giả bàn tán xôn xao. Trong phim, nữ diễn viên thủ vai Khương Lê, trước đó là Tiết Phương Phi, dù được đánh giá tốt về diễn xuất, nhưng ngoại hình của cô đang gây tranh cãi, bởi Khương Lê trong phim được mô tả là có tướng mạo xuất chúng, có thể không phải mỹ nhân như em gái Khương Nhược Dao hay mẹ kế, nhưng đặc biệt có khí chất lấn át người xung quanh. Mỗi lần Khương Lê xuất hiện, đều khiến người khác trầm trồ kinh ngạc. Tuy nhiên, nhiều khán giả xem phim nhận xét, họ hoàn toàn không cảm nhận được khí chất hay dáng vẻ này từ ngoại hình của Ngô Cẩn Ngôn. Thậm chí nhiều người cho rằng, nữ diễn viên có dáng người nhỏ gầy, ngoại hình bình thường, không nổi bật, nên khi vào vai một mỹ nhân có phần khập khiễng. Tuy nhiên, nhiều khán giả đã chia sẻ lại hình ảnh ngày thi đại học của Ngô Cẩn Ngôn, và cho rằng Vu Chính chọn nữ diễn viên làm nữ chính cũng không có gì quá khó hiểu. Vốn dĩ Ngô Cẩn Ngôn có gương mặt đẹp, nhưng khuyết điểm của cô là quá gầy, khiến hình thể mất cân đối. Chính vì thế, trong những vai diễn đòi hỏi ngoại hình, nữ diễn viên chưa thể làm thuận mắt khán giả. Dẫu vậy, cũng có không ít người đánh giá rằng, nhan sắc hiện tại của người đẹp họ Ngô cũng không quá tệ. Thậm chí với dạng vai đòi hỏi sự thông minh như Khương Lê, vô tình Ngô Cẩn Ngôn lại đang thể hiện tốt nét tính cách này. Dù còn tranh cãi về ngoại hình nữ chính, nhưng phim đã giữ vững mức nhiệt 10.000 điểm trong nhiều ngày. Quảng cáo cũng tăng lên 6-7 thương hiệu, Vân Hợp ngày hiện đã mốc 80 triệu view. Mặc Vũ Vân Gian kể về Tiết Phương Phi, là con gái duy nhất của huyện Lệnh Tiết, nổi tiếng xinh đẹp và tài giỏi. Khi 16 tuổi, cô được gả cho Lang Quân Như Ý Thẩm Ngọc Dung, cuộc sống vô cùng yên ấm, thuận lợi. Sau 3 năm hạnh phúc, chồng Tiết Phương Phi thi đỗ trạng nguyên. Sau khi đỗ trạng nguyên, Thẩm Ngọc Dung tham phú phụ bần, vì thế, Thẩm Ngọc Dung đã từ bỏ người vợ Tào Khang để lấy công chúa Uyển Ninh. Để nhà vợ không cản đường tiến thân của mình, Thẩm Ngọc Dung còn cùng với mẹ ruột và em gái lên kế hoạch vu oan, dùng gia đình Phương Phi vào đường cùng. Cha bị xử chết, anh trai bị thổ phỉ giết chết, còn cô bị hủy hoại thanh danh với tội thông dâm và bị chính tay chồng chôn sống. Người đứng đằng sau mọi chuyện là trưởng công chúa. May mắn thoát chết, Phương Phi lại định tự sát, cô được Khương Lê cứu và trở thành một thành viên của Trinh Nữ Đường. Khương Lê có quá khứ vô cùng đáng thương, mẹ mất, cha lấy vợ hai, sau đó bị mẹ kế Quý Thục Nhiên hãm hại, vu oan tội hại mẹ giết em trai, khiến cô bị giam lỏng ở Trinh Nữ Đường. Vì muốn giúp Tiết Phương Phi mà Khương Lê đã bị đánh đến chết. Vì lý do đó, Tiết Phương Phi quyết định dùng thân phận của Khương Lê để trở về Khương gia, rửa oan báo thù cho ân nhân mình và báo thù cho chính mình. Trong quá trình lập kế hoạch báo thù, Tiết Phương Phi được sự giúp đỡ của Tiêu Hành, một quốc công trẻ tuổi đẹp trai, thông minh tài cao, cả hai từ những người xa lạ, lợi dụng nhau để đạt được mục đích, rồi dần nảy sinh tình cảm. Giá trị của Lưu Diệt Phi cũng chỉ bằng Dương Tử. Bộ phim câu chuyện Hoa Hồng do Lưu Diệt Phi đóng chính, tập hợp dàn diễn viên nổi danh là Hoắc Kiến Hoa, Đồng Đại Vi, Bành Quán Anh, Lâm Canh Tân, Lâm Nhất, Vạn Thiến. Đây là dự án truyền hình có kinh phí sản xuất cao, chỉ riêng thù lao cho các ngôi sao đã lên tới gần 100 triệu nhân dân tệ, 350 tỷ đồng. Trong đó, với vai trò nữ chính, Lưu Diệt Phi nhận được thù lao 25 triệu nhân dân tệ, hơn 87 tỷ đồng. Bên cạnh đó, công ty Hồng Tinh của cha nuôi Lưu Diệt Phi và tỷ phú Trần Kim Phi cũng đầu tư sản xuất và giữ vai trò giám chế. Ngoài ra, công ty của mẹ Lưu Diệt Phi cũng là một trong những nhà đầu tư lớn cho dự án này. Thù lao của Lưu Diệt Phi bằng với số tiền mà Dương Tử nhận được khi đóng Trường Tương Tư. Trong khi đó, Triệu Lệ Dĩnh chỉ nhận được 20 triệu nhân dân tệ, hơn 70 tỷ đồng, để đóng vai Bích Thương Vương Thẩm Ly trong bộ phim Giữ Phượng Hành. Tuy nhiên, cô còn đảm nhận vị trí giám đốc sản xuất cho tác phẩm này, là người góp công lớn trong quá trình tuyển chọn diễn viên, chỉnh sửa kịch bản, thu hút quảng cáo. Do đó, thù lao cô nhận được thấp nhất là 30 triệu nhân dân tệ, hơn 105 tỷ đồng. Theo 163, Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử là hai tiểu hoa đáng có sự nghiệp phát triển tốt nhất vài năm trở lại đây. Cả hai có lượng người hâm mộ hùng hậu, được nhà sản xuất tin tưởng trao kịch bản đóng các bộ phim đại nữ chủ. Tác phẩm của họ có chất lượng tốt và thành tích cao, hiếm có phim thất bại. Do đó, cả hai đều là những ngôi sao hạng A, đứng đầu giới diễn viên thần tượng Trung Quốc. Dương Tử là diễn viên chính ít nhưng khả năng gánh phim không thua kém đàn chị. Lưu Diệt Phi mới chỉ quay lại màn ảnh nhỏ từ năm 2022 với phim Mộng Hoa Lục, Đi Đến Nơi Có Gió, và hiện tại là Câu Chuyện Hoa Hồng. Các phim do cô đóng chính đều gây chú ý với khán giả, tỷ lệ thành công lên tới 100%. Do đó, thù lao của Lưu Diệt Phi ngang bằng với Dương Tử. Mặt khác, thù lao của các diễn viên gồm Hoắc Kiến Hoa, Đồng Đại Vi, Bành Quán Anh, Lâm Canh Tân, Lâm Nhất lần lượt là 20 triệu nhân dân tệ,
hơn 70 tỷ đồng, 18 triệu nhân dân tệ, hơn 63 tỷ đồng, 15 triệu nhân dân tệ, khoảng 52 tỷ đồng, 12 triệu nhân dân tệ, gần 42 tỷ đồng, và 9 triệu nhân dân tệ, 31,5 tỷ đồng. Trong đó, Hoắc Kiến Hoa dù tạm ngừng đóng phim vài năm, nhưng độ hot vẫn còn, địa vị trong giới giải trí cao hơn các tài tử còn lại. Đáng nói là Lâm Canh Tân lại nhận các xê kém bành quán anh, dù anh có nhiều phim nổi tiếng hơn. Loạt phim Hoa ngữ đăng poster mừng Đoan Ngọ, Triệu Lộ Tư giản dị, Thành Nghị lộ diện sau lùm xùm. Không chỉ là một trong số những ngày lễ lớn tại Trung Quốc, Đoan Ngọ còn là dịp mà các đoàn làm phim gửi tới người hâm mộ những hình ảnh mới nhất. Bên cạnh các tác phẩm đang phát sóng, còn có khá nhiều những tựa phim khác đăng tải poster và video mới như Rèm Ngọc Châu Sa, Hiến Ngư, Phàm Nhân Tu Tiên. Hiến Ngư. Sau khoảng thời gian dài chững lại vì scandal giường chiếu, Trần Phi Vũ quay về đường đua phim Hoa ngữ với Hiến Ngư, tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết Dân cá muối cho sư tổ của tác giả Phù Hoa. Nhiều người cho rằng, bộ phim này chính là phép thử, xem Trần Phi Vũ có thể quay về thời kỳ nổi tiếng như Chiếc Bật Lửa và Váy Công Chúa hay không. Nhắc tới Canh Thần Tiên Phủ, môn phái tu chân có quy mô lớn nhất, không thể nào không nhắc tới Tư Mã Tiêu, một đại ma đầu khiến đồ đệ sợ hãi. Ban đầu, nàng đồ đệ không có chí tiến thủ là Liêu Đình Nhạn, chẳng hy vọng mình sẽ lọt vào tầm mắt của Tư Mã Tiêu. Chẳng ngờ, cô lại thành người gắn bó với Tư Mã Tiêu suốt quãng đời còn lại. Rèm Ngọc Châu Sa. Trong buổi quảng bá phim phát sóng trên nền tảng YQG diễn ra vào giữa tháng 5, khán giả đã được thưởng thức trailer đầu tiên của Rèm Ngọc Châu Sa. Xuyên suốt tác phẩm, Triệu Lộ Tư khoác trên mình nhiều tạo hình khác nhau, từ giản dị mộc mạc, cho tới cao sang lộng lẫy. Ở poster mới nhất, Triệu Lộ Tư ăn vận đơn giản, không tạo kiểu tóc cầu kỳ. Rất có thể ở thời điểm này, nàng vẫn còn là cô nàng Đoan Ngọ tháo vát, mạnh mẽ làm nghề bắt ngọc trai. Nàng chỉ vừa mới gặp mặt Yến Tử Kinh, ông chủ trẻ tuổi của một đoàn buôn. Phó Sơn Hải. Có thể nói, việc người hâm mộ của Thành Nghị gây sức ép lên đoàn làm phim Phó Sơn Hải, buộc ekip phải loại bỏ Hoàng Tuấn Tiệp, nam diễn viên dự kiến sẽ thủ vai nam phụ ra khỏi phim là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất làng phim Hoa ngữ hồi cuối tháng 5. Và vào dịp Đoan Ngọ này, Phó Sơn Hải đã công bố bộ ba diễn viên nam góp mặt trong phim. Ngoài Thành Nghị, hai gương mặt còn lại không quá quen thuộc với khán giả. Phim xoay quanh hành trình Tiêu Thu Thủy, một nhân vật vô danh tiểu tốt trở thành đại hiệp lừng danh, chuyên trừ gian diệt bạo. Triệu Lộ Tư lần đầu lộ diện sau ồn ào phẫu thuật thẩm mỹ. Vào ngày 10 tháng 6 mới đây, bộ phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, chuyển thể từ tiểu thuyết Đại Kiều Tiểu Kiều của tác giả Trương Duyệt Nhiên đã chính thức tổ chức lễ khai máy, với sự tham gia của dàn diễn viên chủ lực trong phim là Triệu Lộ Tư, Trần Vĩ Đình, Vạn Bằng. Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Lộ Tư xuất hiện, sau khi vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ cách đây ít ngày trước, song sau đó nữ diễn viên đã được thanh minh giúp, nguyên nhân cô nhập viện là do tái phát nổi mề đay. Chứ hoàn toàn không có chuyện Thánh Xuyên không lén đi trùng tu nhan sắc. Tại buổi lễ khai máy Hãy Để Tôi Tỏa Sáng, với tư cách là nữ chính trong phim, nghiễm nhiên Triệu Lộ Tư trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Dù mới vừa khỏi bệnh, nhưng nhìn chung, trạng thái của Triệu Lộ Tư vẫn rất tốt, tràn đầy năng lượng, với nụ cười luôn thường trực trên môi, nhận được không ít lời khen ngợi từ cư dân mạng. Như thông tin tiết lộ trước đó, phiên bản truyền hình Hãy Để Tôi Tỏa Sáng sau khi lên sóng sẽ được làm mới lại đáng kể. Bởi vốn dĩ nguyên tác của phim nói về tình chị em, nội dung bản truyền hình chủ yếu vẫn sẽ xoay quanh cuộc đời nữ chính Hứa Nghiên, người phụ nữ mạnh mẽ, không chịu khuất phục trước số phận, và từng trải qua một cuộc hôn nhân thiếu viên mãn với chàng tổng tài hoàn hảo là Thẩm Hạo Minh, do Trần Vĩ Đình đảm nhận. Tuy fan Trần Vĩ Đình không hài lòng với việc nam diễn viên để cho Triệu Lộ Tư áp phiên, nhưng mặt khác, vẫn có khá netizen hào hứng với màn nên duyên hơn kém nhau 13 tuổi lần này, giữa Trần Vĩ Đình và Triệu Lộ Tư. Nhiều cư dân mạng cũng dành lời khen ngợi cho khí chất đúng chuẩn tổng tài bá đạo của Mỹ Nam Lão Cửu Môn. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.